thằng tốc độ nào đấy? Chưa thấy. Magic. Thằng tốc độ ấy. Nhìn ngơ vãi. Xe đâu lên đón tôi cái. Alo. Nãy giờ chưa nhìn thằng ban biết nào nhỉ? Thảo nó vô nó bắn chết vậy. Chưa kịp nhìn mặt nó ấy. Bạn biết kìa, muốn nhìn mặt bạn biết đâu. Ê, giết zombie này. Có chưa thấy nè, kiếm đồ ăn này. Để bác mà chỉ để các bác cái siêu thị với nhà cứu hỏa đi. Biết chứ liền. Ôi đừng. Sao đâm chết zombie đi. Đâm chứ phải đâm, bắn cân vào cửa. Đâm vào cửa lổ xe đấy. Đâm zombie thoải mái, đừng đâm vào cửa. Đừng đâm cái hát nữa. Ai bắn đây? Bắn đi kìa. Tôi bắn đấy. Trời, hết cầm điện. Thế thằng này. Bắn đi không? Trực thăng nó bắn mình đấy nhá. Đi xe cẩn thận đấy, trực thăng nó mà có một vào bắn đấy. Đâu, trực thăng đâu? Ok, ai bắn AK kìa. Ai bắn vào xe đấy? Bên đi trên đồi. Trên đồi kìa. Đâu. Đâu. Bắn đi. Rồi, bắn xe. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái bé bị bắn luôn kìa. Không phải. Tôi bị trượt ngã chết. Vãi.